Chào các bạn nha các bạn. Thì hôm nay là buổi sáng sớm nha. Hiện tại giờ là khoảng 6 giờ sáng nha. Vừa mới thức dậy. Chào buổi bình minh nha. Chào mọi người. Thì mình đang đứng trước cửa nhà của bố vợ mình đây nha các bạn. Ở đây là thuộc khu vực thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nha các bạn. Đây là thuộc khu vực nhỏ là khu vực Cầu Bò nha. Đây để mình review khu vườn của bố mình cho các bạn xem nha. Đây là nhà của bố vợ mình nha bạn. Đây nhà nè. Đây. Nhà này ở khu vực này là đất đỏ miền Đông nha bạn. Mà khu này là đá nhiều lắm nha, đất đá nhiều dữ lắm. Khu dưới này thì đồng bằng ít đá hơn còn khu phía sau nhà nha, đá dữ lắm đá nha. Này là ở bên kia là đối diện, bên kia là cái khu núi Z30D nha bạn. Ranh giới giữa tỉnh Bình Thuận với lại Đồng Nai. Để mình đi lên trên cao mình quay cho bạn coi cái núi nha. Đây là con đường đi trong làng nha. Đường này là đường nhỏ, đường này dành cho xe gắn máy đồ đi thôi. Bên đây là hàng seri nha. Đây là cái sòi. Rồi, đây là cái điều nha. Ở đây là điều là chủ yếu nha bạn. Đây là trồng cái điều là chủ yếu. Đây cái bông. Bông này gọi là bông cây cắt lồi nè bạn. Bông này đang rổ đẹp dữ lắm đẹp nha. Đây nguyên dạng bông luôn. Đây là nó tự mọc chứ mình không có trồng để làm gì nha bạn. Đằng kia nữa, đằng kia một cụm nữa. Đây. Đây kế đến là cái hàng seri nè nha bạn. Hàng seri này là cũng là trồng kinh tế nha. Kinh tế nó cũng cao lắm á. Đó, phía xa xa kia là mấy cái gò mối nha. Đây. Mình đi lên đồi mình quay cho các bạn xem nha. Đây là quay ngược hướng bên này là đây là lên đồi, còn đi lại phía sau lưng mình là đồng bằng nha. Đây, những gốc điều rất là to luôn. Gốc điều này chừng mình ôm không hết các bạn ơi. Phía kia có một hai cây sầu riêng nha. Này mình trồng cũng được mấy cây sầu riêng lẻ tẻ nha bạn. Cũng có cây cũng phát triển rồi. Cũng có cây cũng chưa có phát triển gì hết. Khu vực này là đá dữ lắm đá nha. Đây mình lên quay cho bạn xem đá nè. Đá dữ lắm đá. Đất trong này cũng tương đương với đất ngoài Đồng Nai hoặc là mấy cái vùng trên cao nguyên nha bạn. Nhưng mà ở đây là đá dữ lắm đá nha. Đá tảng. Tảng nào tảng nấy là khủng khiếp luôn. Này mà làm cái bàn cho 4 người ngồi nhậu vẫn còn dư nha bạn. Đá quá trời đá. Nhưng mà ở đây được cái là ví dụ như tảng đá vậy, nhưng mà bạn nhét cái cây vô chính giữa vậy là nó tốt nha. Đây phát triển dữ dằn luôn. Đất này tốt lắm rồi. Đây phía trước mặt mình là cái đầu nha các bạn. Đây cái đồi cũng đồi đá dữ lắm đá nha. Mình đang đứng ở dưới tháp nè. Đang đứng dưới tháp đây, với kia là đồi nha. Đây, cái khu trong khu vực này nó có nhiều đồi lắm bạn. Có đồi lớn, đồi nhỏ. Đây là cái đồi cũng lớn nè. Phía bên kia là cái đồi nhỏ nhỏ này nha. Đó, nó cũng đi lên vậy đó. Nhưng mà nó không cao lắm nha. Đất khu vực này thì đa phần là đồi núi thôi. Đá, vẫn đá. Đi tới đâu thấy đá tới đó nha bạn. Còn dưới đất nè. Dưới đất là mình thôi là đá nè. Đá không nha bạn. Quá trời đá luôn nè. Đá dữ lắm đá. Đá nè. Thấy không? Đá không? Bề mặt nó là đá dữ lắm đá mà. Giống như là nó bị khai thác lâu rồi đó. Cho nên là mưa nó xói mòn nó ba cái đất thịt nó trôi đi hết rồi còn lại đá nha. Đây nè, gốc điều bự khủng khiếp. Đây, giờ mình đi lên đồi đây. Sáng tập thể dục nha bạn. Lên đồi hái chè. Đây, lên đồi đây. Cái cây sầu riêng á, mình nhét kế bên cây điều vậy mà nó cũng tốt nữa thấy không. Còn đây là cái gò mối này nha. Gò mối nhưng mà lâu rồi ở đây mình không có được ăn tay nấm nào hết trơn nha. Không ăn tay nấm mối nào hết á. Đây, mình lên đồi qua đây mình mới quay được cảnh
mặt trời mọc cho bạn xem nha. Đó, mặt trời đã ló dạng ở hừng đông nha. Đây là cái đồi. Rồi, mình lên đồi đó bạn. Nhà của bố mình là nằm thấp ở lúc ở dưới đó đó. Đây là khu vực này thì người ta làm nhà cũng nhiều rồi. Bây giờ cây nó mọc lên đây âm tùm quá. Lúc trước mình lên mình đứng ở đây là mình quay mình thấy. À bây giờ vẫn còn thấy kìa. Nhưng mà nó không rõ lắm. Bây giờ cây cối ở khu vực bên kia người ta trồng á. Đó, để mình zoom lại đây. Cũng xa quá không thấy. Phía kia xa xa đó có cái đỉnh nhọn nhọn lên, đó là cái chùa các bạn. Cái chùa gì mình quên tên rồi, nó nằm ở dưới đó là ngay khu vực thành phố La Ghi nha bạn. Đây đó, đó. Ủa, thị xã La Ghi chứ hả? Mình chỉ nghe nó lên thành phố rồi thì phải. Thôi mình cũng không biết. Đó nha bạn, khu vực đó đó. Còn đám dưới kia là người ta trồng thanh long nha. Những cái cây mà đều đều dưới kia bạn. Còn đây là cái vườn xoài. Vườn xoài của cái ông bác kế bên nha. Khu vực bên đây là đất cũng của ông bác mà giờ ông bán cho người ta rồi, người ta đang xây dựng thành cái khu nghỉ dưỡng của gia đình nè bạn. Đây người ta đang cải tạo nha. Khu này lớn đó. Đó, có làm cái nhà dưới kia rất là đẹp luôn nè. Nhà sàn 2 tầng. Nóc đẹp quá đẹp luôn. Cái đó là cặp theo mé sông nha bạn. Cái nhà đó làm cặp theo mé sông á, sông nó gọi là sông Vinh đó nha. Quá đẹp luôn. Con sông Vinh này rất là dài luôn nha bạn. Phía kia là nhà, phía sau nhà của bố mình nha. À, lúc nãy mình đang ở bên cái đồi bên này. Bây giờ mình tụt xuống mình leo lên cái đồi bên này nha. Hai cái đồi kế bên nha bạn. Mà này cái đồi lớn, đồi nhỏ nha. Đây giờ mình lên cái đồi lớn nè. Đồi lớn này đá dữ hơn nè. Mình đi hơi lắc nha mấy bạn, thông cảm nha bạn. Tại do leo đèo mà. Đèo lội suối bạn ơi. Đá nè. Quá trời đá, trên đây còn có tảng đá còn bự dữ nữa. Mỗi lần mình lên đây là mình ngồi lên tảng đá này nè. Đá rất lớn nha. Tảng đá là làm cái bàn. 5-7 người ngồi đây chơi. Ăn nhậu cũng xi nhê gì luôn nha bạn. Đây là tảng đá nó lớn nè. Rồi đây là đỉnh nè. Lên tới đỉnh này nha bạn. Đó. Quá trời đẹp luôn. Ở đây cây cối nó hơi tùm mà cho nên mình quay thấy nó không có rõ nha. Đây mình quay cho bạn xem nha. Cái khu vực cái núi ở phía trước mặt mình đó bạn, là chỗ đó là giáp xuống tới Bà Rịa rồi nha bạn. Bên đó thuộc Bà Rịa nha. Mình đi xuống, mình qua để mình quay cho các bạn xem nha. Đây, một cái tảng đá rất là lớn luôn. Đây là cây sầu riêng nha bạn. Sầu riêng mình đem mình nhét ở giữa mấy cái tảng đá vậy nè. Nhưng nó vẫn tốt nha. Đó, tảng đá này còn dữ hơn nữa nè. Tảng đá này thì cỡ cái bàn chừng 10 người, 15 người ngồi vẫn được nha. Đó. Quá lớn cái tảng đá luôn. Khu vực này thì đá thì thôi chứ số 1 rồi. Đó. Còn bên kia các bạn, trước mặt mình là cái dãy núi rất là đẹp luôn. Thiên nhiên hùng vĩ nha. Đó, lúc nãy mình giới thiệu bạn là khu đó là khu núi Z30D nha bạn. Quá đẹp nha. À, khu vực đó lưng chừng các bạn thấy không, mây á, mây nó đang nằm ở giữa lưng chừng núi á. Khu vực đó mình cũng chưa lên tới lần nào, nhưng mà mình nghe nói là cái khu vực đó là có nhiều suối đá cây cối rồi còn rất là nhiều luôn nha.
từ ở phía đầu ngoài này đi vô là quốc lộ 1 các bạn, ngoài này nè, đi vô đây nè, đó, đi vô đây rồi xuống đây, ở trên đó nghe nói là có cái khu cái nhà cái trại giam Thủ Đức á, trại giam lớn lắm trển nha. Mình chưa lên đó lần nào, cũng có nghe mấy ông bác nói là ở trên khu vực đó nó có cái hồ cá lớn dữ lắm, lớn nha, cá toàn là cá lớn không, cá bắp đùi không nha, dữ lắm. Giờ mình lên đây đâu có điều kiện đâu đi bắt cá cho mấy bạn xem, quá đẹp luôn. Còn cái khu kia mình nhìn thấy thấp thấp dưới đó là mấy cái cây gọi là cây keo, cây tràm bông vàng nha các bạn. Còn phía cái đọt mà xa xa mà trắng trắng nhỏ nhỏ đằng kia là cây bạch đàn nha. Cái khu vực này hầu như bây giờ là người ta ít có trồng cái cây nào mà gọi là ăn trái nữa, chỉ có bên đất bố vợ mình là trồng cây ăn trái thôi, còn bên đó là người ta trồng cây keo à, tại vì kinh tế người ta ở đây ta cũng khá lắm rồi. Bên kia có một cái đường điện lớn nữa kìa. Không, mày bạn nhìn thấy đẹp hết chứ không. Còn đây là vườn nhà mình, có cây sơ ri nữa kìa, sơ ri đang ra bông quá trời luôn các bạn, vườn sơ ri xanh lá. Giáp ranh với bố vợ mình là người ta trồng cái cây cái keo nha các bạn, cái keo hay gọi là cây tràm bông vàng các bạn ơi, người ta trồng đây nè, thấy đều ghê không, này cũng lớn rồi, cũng gần thu hoạch rồi, biết này được mấy năm mình nhớ là hình như là hơn 2 năm rồi. Rồi để mình đi xuống nha, mình xuống dốc nha, nãy lên dốc thì giờ xuống dốc nó khỏe hơn mọi người. Rồi sáng tập thể dục cũng nhiều đó đó. Đây cây sầu riêng nha bạn. Cây sầu riêng này bị sâu ăn lá nhiều quá. Do hôm bữa bố vợ mình ổng đi làm cái bị tai nạn cái bị đau cái chân. Nay mới ổn định. Rồi không có thời gian để mà chăm sóc mấy cây này nha. Đi xuống tới đường nữa nha, sắp tới đường đi vậy. Ấy da, thắng lợi. Đường đi rất đẹp luôn mà. Sorry nha, cái sorry này đang ra bông quá trời luôn nè. Bông sơ ri đó, bạn thấy bông sơ ri chưa, đẹp chưa. Đây là mình đi xuống tới cái con đường đi nè, đường đi này nó nằm ở giữa đất của bố mình nha. Đường đi này chỉ là đường đi nông thôn, đường đi xe đạp thôi nha bạn. Đó, bạch đàn, tràm, keo, trên này là đa phần người ta trồng đó nha. Phía kia lọt giữa có một cái bụi mì vậy chứ cũ nhiều lắm đây bạn. Đây có cây mít nữa kìa, mít nha bạn. Chuối mà lớn vậy mà cũng gắn gánh trái nè, sắp xong rồi đó, một chuối thấy no nưỡng không, quá đẹp luôn. Đây mình phát hiện ra cái ổ nè bạn, đố bạn ổ này ổ gì á. Đây một cái ổ chim cộng với một cái ổ kiến nha bạn. Đây là ổ này là ổ kiến nha, ổ con kiến này nó cũng hiền lắm nha, nhưng mà khi mà bạn đụng nó rồi là bắt đầu nó sẽ tấn công mình, mà nó tấn công theo cách là không phải quýnh đơn lẻ từng con nha, nó bu vô cơ thể mình nhiều, bắt đầu lúc đó là nó quánh một lượt luôn nha bạn. Hay con kiến này nó cắn như con kiến lửa luôn, ghê lắm. Trong khi mình đi vòng vòng vườn mình phát hiện được cái buồng chuối nha các bạn. Đây nè, cái buồng chuối này nó cũng chín nè, có trái nó chín vàng bên kia nha các bạn. Do là cái buồng chuối này cái buồng chuối nó quá ngon luôn,
nó lạ nha, lẩu chuối này mình cũng không biết chuối gì nữa bạn ơi. Trái nó rất là to luôn nha, khoảng cỡ gần bắp tay mình luôn, một trái nha bạn. Quá trời no luôn, nhìn kìa, nhìn cái bụng chuối là thấy thèm liền. Trái nào trái nấy thấy cung tiếp không, ghê thiệt chứ. Chú nhìn thấy nó no tới cái nải chót luôn mày, quá rồi đã chuối luôn. Đây nha, là cuối cái vùng trũng của miếng đất của bố mình, là một cái miếng ruộng nhỏ nha các bạn. Miếng ruộng nhỏ này chưa tới một sào đất nha, chắc hơn nửa sào tí thôi. Và đây là bố mình làm để có lúa ăn nha, chỉ làm đi ăn thôi chứ có bán nha bạn. Mình về đây mình thích nhất là ăn ba gạo ở trên này nha, rất là thơm luôn. Mình làm cho nên là mình không có sử dụng phân thuốc hóa học các bạn, không sử dụng nhiều đó. Đây là bố mình thu hoạch rồi nha, chuẩn bị là cày xong rồi, chuẩn bị là xuống giống mới nha, nhưng mà chưa nha. Rồi thôi về nhà thôi. Thôi video clip tổng quan về khu vườn của bố vợ mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha bạn. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì cho mình xin một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký để ủng hộ kênh Ba Thảo Bánh Tre mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.